Diễn viên Lan Phương, vị giám khảo giàu cảm xúc cả trên sàn diễn lẫn ngoài đời thực, là một trong những giám khảo được các thí sinh Hành trình lột xác vô cùng yêu mến. Năm nay, Hành trình lột xác mùa năm lại tiếp tục nhận được sự ủng hộ của chị ở vai trò người đồng hành với các thí sinh. Cùng điểm lại những chia sẻ của chị với vai trò người đồng hành với các thí sinh tại Hành trình lột xác mùa năm. Thông tin ngoại hình không phải là tất cả. Thế nhưng mà khi chúng ta có một ngoại hình đẹp thì sẽ mang lại cho chúng ta rất nhiều các cơ hội ở trong cuộc sống. Phương rất là vui khi được đồng hành cùng với chương trình, được đồng hành cùng với các thí sinh, động viên họ và chứng kiến sự thay đổi từng ngày của họ, nhìn thấy kết quả, thấy họ tự tin và xinh đẹp hơn mỗi ngày. Chị muốn mẹ nhìn thấy em để mẹ yên lòng. Chị xin lỗi. Đối với Phương, những thí sinh mà mang lại ấn tượng và cũng như là cảm xúc mạnh có lẽ là đến từ những câu chuyện thể hiện rõ tình mẫu tử ở trong đó. Biết không, ở đây rất nhiều người đến và kể câu chuyện là bị chồng bạo hành, rất là đau đớn, sau đó con bé chia tay. Và đó là một cái may mắn và những... Em thấy là em may mắn nhất trên cuộc đời này. Tuy nhiên, ngoại hình hoàn toàn có thể thay đổi được. Cuộc đời mới sẽ được vẽ lại dưới bàn tay của các bác sĩ. Câu chuyện thay hình đổi dạng không phải là ước mơ, không phải là cổ tích, mà là sự thật. Và sứ mệnh của chúng tôi là trao cơ hội chắp cánh ước mơ. Bạn nghĩ sao về vị ban giám khảo giàu cảm xúc này? Để lại ý kiến của mình và đừng quên ấn đăng ký kênh Bệnh viện Thẩm mỹ Càng Nam để theo dõi nhiều video thú vị nhé! Nhấn đăng ký kênh để đón xem những màn lột xác ngoạn mục nhất từ chúng tôi.